Xin chào quý thầy cô, cũng như xin chào các em. Thì hôm nay mình cùng nhau làm một cái bài tập mà như sau. Đó là người ta cho mình một cái dãy số là 0, 1, 3, 7, 14, 25. Thì cái yêu cầu của đề bài thì hãy tìm số ở vị trí là số 13 là con số là bao nhiêu, và tính tổng cái dãy số này. Thì đầu tiên cái bài này chúng ta phải tìm được cái quy luật trong cái dãy số này. Thì chúng ta dễ nhận thấy rằng á, thì từ 0 này mà lên 1 á, thì tức là bằng 0 cộng cho 1 này thì bằng 1. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy là 1 cộng cho 2 thì là bằng 3. Bằng 3. Thì tương tự như vậy á, thì chúng ta thấy là 3 sẽ cộng cho 4 thì nó sẽ bằng 7 nha. Bằng 7. Thì tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ lấy 7 cộng cho 7 thì bằng 14. Và tiếp nữa là chúng ta thấy lấy 14 và cộng cho là 11 thì nó sẽ bằng là 25. Như vậy số tiếp theo á, số tiếp theo sẽ bằng là 25. 25 cộng với bao nhiêu? Con số tiếp theo thì chúng ta thấy rằng cái quy luật của cái số này ha, này thì 1 thì nó sẽ tăng lên 1, còn 1 thì bằng 2. Cái số tiếp theo của mình thì cái khoảng cách này này, từ 1 tăng lên 1 này, được 2 này, sau đó 2 cộng 2 thì thì bằng 4 này. Tiếp tục 4 thì cộng 3 thì là bằng 7. Chúng ta thấy rằng là để ý rằng cái này, này nó cũng tăng theo một cái quy luật. Nó tăng theo một cái quy luật. Thì từ 4 này cộng 3 bằng 7. Như vậy 7 cộng 4 thì bằng 11. Rồi tiếp số tiếp theo của nó là 11 cộng cho 5. Còn đây là 4 cộng 3 bằng 7 nè, 7 cộng cho 4 là bằng 11 nè. Như vậy 11 này cộng cho 5. 11 cộng 5 là 16. 16 thì con số này nó sẽ bằng là 41. Tiếp tục thì chúng ta thấy rằng là gì, 7 cộng 4 này là bằng 11, 11 cộng cho 5 bằng 16. Như vậy 16 này tiếp số tiếp theo sẽ bằng là 41 cộng 6 là bằng 22. Cộng 16 là bằng 2 thì đã tăng thêm một cái quy luật như vậy. Tăng thêm một cái quy luật như vậy. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ lập trình bên secret app như sau. Rồi từ một cái quy luật của cái dãy số này đã tăng á, thì ý tưởng của mình bây giờ mình sẽ đặt ra một cái biến, đó là biến A. Đầu tiên là mình cho nó bằng 0 nè. Tiếp theo mình cho nó một cái biến B nữa, khai báo một cái biến B là bằng 1. Và tiếp theo một cái biến C là mình sẽ bằng 1. Thì ý tưởng của mình sau đó mình lấy gì, A này cộng B, B này bằng bằng 1 này. Thì sau đó cái B này này sẽ bằng 1 cộng 1 là bằng 2, nó sẽ tăng lên, nó tăng lên theo một cái quy luật. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ khai báo 3 biến. Biến thứ nhất là biến A. Biến tiếp theo đó là biến B. Như vậy biến tiếp theo nữa là một biến là biến K đi. Biến K. Tiếp theo là mình khai báo một cái danh sách, đó là
danh sách A để mình lưu lại các cái dãy số. Rồi đầu tiên là cho một cái sự kiện, mình sẽ khai báo các cái biến ban đầu cho nó. Như vậy biến đầu tiên là mình biến A, mình khai báo nó bằng 0. Tiếp theo là biến B, mình khai báo nó là bằng 1. Và tiếp tục như vậy là mình sẽ khai báo biến K bằng 1. Như vậy là mình sẽ thêm vào cái danh sách này là cái biến A. Sau khi mà chúng ta thêm đó, thì chúng ta sẽ đặt lại cái biến A này. Cái biến A này chính là bằng biến A này cộng với K. Thì cho một cái vòng lặp ha. Chúng ta còn lấy ra 13 số thì chúng ta cho nó lặp lại cái vòng lặp này 13 lần. Thì sau mỗi lần lặp thì chúng ta sẽ xóa tất cả cái danh sách này đi, cũ đi. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Chưa được đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là cái danh sách này nè, nó tăng, mới tăng theo A thôi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đặt lại cái biến là biến K. Chúng ta lấy cái biến K này, chúng ta sẽ cộng ra cái biến B này, tức là bằng K. Chúng ta nhân bằng cái này xuống này. K bằng K cộng B. K cộng B. Thì sau mỗi lần chúng ta lập như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái biến bơ này lên một đơn vị, tăng cái giá trị bơ này lên. Thì chúng ta chạy lại ha. Như vậy là cái dãy số của chúng ta dãy số của chúng ta đây. Như vậy số ở vị trí thứ 13 đó là 298. Theo một cái quy luật là 298 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tổng cái dãy số này. Thì tính tổng thì rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta sẽ lặp lại từ đầu cho đến cuối danh sách và chúng ta cộng dồn vào. Thì tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến nữa, nó là biến tổng. Một biến tiếp theo đó là một biến bị sơ chẳng hạn. Như vậy biến sơ mình khai báo ở vị trí là thứ nhất này, tại phần tử thứ nhất, vị trí thứ nhất luôn. Chúng ta lấy cái giá trị này rồi chúng ta tăng cái này lên. Như vậy chúng ta tổng thì chúng ta sẽ lặp lại đúng bằng cái danh sách A này, thì chúng ta sẽ lên cái danh sách A này vào, lên cái danh sách A và chúng ta sẽ khai báo hai cái biến ban đầu của chúng ta là tổng bằng 0, thứ hai nữa là một cái biến sơ là ở vị trí thứ nhất. Như vậy tổng của chúng ta sẽ bằng
sự bận tâm. Sự bận tâm cộng với là còn với cái giá trị ban đầu này. Giá trị ban đầu này chính là hai tâm trong cái danh sách này. Gán cái sơ này vào, giá trị của cái sơ này. Đây, là vị trí thứ nhất. Sau mỗi lần như vậy thì cái miếng sơ mình nó sẽ tăng lên một đơn vị. Chuyển cái miếng sơ này lên. Trên cái miếng sơ này lên một đơn vị. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra. Vậy tổng của chúng ta là sẽ bằng 1079. Muốn nó đúng, kiểm tra được đúng hay không thì chúng ta sẽ hạ thấp cái vòng này lại nè. Chúng ta kiểm tra khoảng là tầng 3 thôi, đặt tầng 3 thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái tổng mình khoảng 4 này. Như vậy là chắc là chính xác rồi nè. 13. Chúng ta chạy lại. Đó, thì tổng của chúng ta là 1079. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ lấy ra thôi. Lấy cái danh sách mình ra thôi. Cái chuyện lấy ra thì rất là đơn giản thôi ha. Các bạn có thể lấy được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.